Giải trí miền Tây chào mừng các bạn đã quay trở lại. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Hôm nay giải trí miền Tây đưa các bạn trở lại cái vườn đu đủ Nhật, trái rất là sai. Và nói đến cái cây đu đủ thì có một số bà con cũng rất là ngán ngẩm, bởi vì rất là băn khoăn cái đầu ra ha. Cho nên hôm nay giải trí miền Tây chia sẻ với các bạn, cô chú anh chị một cái giải pháp rất là hữu hiệu để giải quyết về vấn đề cây đu đủ nha. Cái đầu ra của cây đu đủ thì cũng như thường lệ, xem video hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ và ấn vào cái chuông các bạn nha. Vườn đu đủ Nhật này thì gần 1 hectare các bạn, trái nè. Hôm nay đây là cái trái đu đủ mỏ dịch các bạn ha. Và cái bài trước của mình nói về cây đu đủ đó, có một số anh chị em cũng băn khoăn về cái đầu ra, cũng cho rằng là cái giá bán ở trên thị trường lúc này cũng hơi rẻ. Có một cái bạn bình luận là ở chỗ bạn nghe nói khoảng 1.500-2.000 một ký thôi, thì cái đó là chỗ của bạn, còn ở đây vườn đu đủ này vẫn bán với cái giá cao hơn các bạn nhé, ở cái giá 7.000-8.000 đó. Vì ở ngoài chợ người ta bán ra cũng 12.000-15.000 ký. Và cái giải pháp mà hôm nay giải trí miền Tây muốn chia sẻ với các bạn đó là mình nuôi ốc ở dưới mương và mình trồng đu đủ ở trên bờ. Thì cái vườn đu đủ này cũng đang áp dụng cái điều đó các bạn. Hôm nay mình chỉ nói về giải pháp, mình không quay cho các bạn xem về cái ốc ở dưới mương các bạn nhé. Lần sau đây mương rộng như thế này, thì lần sau mình sẽ quay cho các bạn và chia sẻ cho các bạn rõ hơn về cái giải pháp nuôi ốc như thế nào để mình kết hợp với cây đu đủ cho nó hợp lý. Thì bạn nào cũng biết là con ốc nó rất là thích ăn cái cây đu đủ nè, trái đu đủ, lá đu đủ hay tất cả những gì của cái sản phẩm từ cây đu đủ, thì con ốc nó rất là thích các bạn. Chính vì điều đó mà có một cái giải pháp vô cùng hữu hiệu là chúng ta nuôi ốc bươu đen để kết hợp với trồng đu đủ. Thì cái ốc bươu đen á, ở trên thị trường bây giờ cái giá thì không hề rẻ các bạn. Các bạn mua với cái giá rẻ nhất ở ngoài chợ cũng là 60.000, 50.000 một ký, ở những cái chợ nhỏ các bạn ha. Còn cái chợ lớn thì cái giá có thể là cao hơn. Cho nên là nếu chúng ta đầu ra của cây đu đủ hay trái đu đủ của chúng ta không bán được, chúng ta cho ốc ăn. Đó là một cái giải pháp mà giải trí miền Tây cũng đã từng thấy, và ở vườn này đã các bạn cũng đã từng nuôi và đang có kết quả tốt các bạn nha. Đây là mình hái trái đu đủ này á là để cho ốc ăn đó, mình nói với bạn đó. Cho ốc ở dưới mương nè, chứ bán thì người ta lợi cân á là 7.000-8.000, còn nếu không thì cho ốc ăn. Đó là cái người trồng đu đủ ở thời điểm này kết hợp và rất là tự tin ở cái sản phẩm của mình, không hề lệ thuộc vào cái người ta mua đó các bạn. Đã. Thì nếu mình bán không được thì mình cứ quăng xuống cho ốc ăn thôi. Đúng không các bạn? Và những cái sản phẩm đu đủ của mình, kể cả lá, các bạn cũng có thể cho ốc ăn. Nếu mà đu đủ của chúng ta có giá thì những trái hư, những trái phụ phẩm gì đó chúng ta cho ăn, rồi chúng ta đi lượm rau ở ngoài chợ hoặc là đi cắt rau muống gì đó cho ốc mình ăn thêm.
hoặc là mua thức ăn, bán đu đủ để mua thức ăn cho ốc mình ăn. Còn ngược lại, nếu cái giá đu đủ quá thấp thì chúng ta không cần mua thức ăn nữa, mà chính là những trái đu đủ là thức ăn của ốc của chúng ta, và chúng ta bán ốc để chúng ta có thu nhập thay cho cái cây đu đủ các bạn. Cái giải pháp này thì đang thực hiện ở nhà vườn đây, và cũng đang cảm thấy là có cái sự khởi đầu tốt, đã thành công. Thì các bạn cứ theo dõi những cái video sau, mình sẽ chia sẻ rõ hơn để các bạn hiểu về cái cách thức nuôi ốc như thế nào, và con ốc bu đen nó ăn trái đu đủ ra sao, cái số lượng ốc mình thả ở trên một ao là bao nhiêu, hay là cái số lượng đu đủ mình cho ốc mình ăn là bao nhiêu là phù hợp các bạn ha. Bởi vì một cái giải pháp đưa ra thì chúng ta phải tính toán cho nó rõ ràng. Nếu chúng ta đưa cái số lượng con ốc nó ít quá ở trong một cái vườn đu đủ rộng quá thì nó cũng không phù hợp. Và ngược lại, nếu cái số lượng đu đủ của chúng ta nó ít quá mà số lượng ốc của chúng ta nó nhiều quá thì cũng không có phù hợp các bạn ha. Đó là những cái mà Giải Trí Miền Tây chia sẻ trước để cho các bạn có một cái nhịp gọi là cầu nối đó, để có những cái video sau nói về cái giải pháp nuôi ốc trồng đu đủ để các bạn dễ hình dung hơn. Và bởi vì cái vườn đu đủ này ở giai đoạn này bán cái giá nó cũng đang khá các bạn, không giống như cái bình luận của cái bạn gì đó ở trên cái bài trước ha, là ở chỗ của bạn chỉ có 1.500-2.000 ký thôi, nhưng ở đây vườn đu đủ này vẫn bán được 7.000 một ký các bạn nha, hoặc là nếu có lúc bán cũng được 8.000. Đó là tùy theo cái tiểu thương mà người ta lại ta cân của mình đó các bạn. Thì mình người ta, nếu người ta mua nó khá một chút hay là ít một chút, nhưng mà nếu mà các bạn cứ nghĩ đi, một trái đu đủ của chúng ta hơn 2 ký mà chúng ta bán được cái giá là 7.000 một ký thì cũng hơn 15.000 các bạn. Nó không thua một trái dưa hấu nha. Nhưng mà được cái là một cây đu đủ của chúng ta rất nhiều trái, trồng một lần ăn rất là lâu. Đó. Chứ không phải là chúng ta như dưa hấu mà chúng ta ăn chỉ 2 trái là chúng ta ruộng cái ruộng dưa ha. Và hơn nữa, nếu có giải pháp cho ốc ăn thì chúng ta linh động hơn trong cái vấn đề trồng đu đủ, chúng ta không e ngại. Nếu không được, tôi cho ốc ăn các bạn. Đó là một cái giải pháp mà Giải Trí Miền Tây muốn chia sẻ với các bạn, để chúng ta không phụ thuộc vào cái vấn đề đầu ra cây đu đủ, mà chúng ta chỉ bán ốc. Bởi vì ốc bu đen lúc nào cũng có giá, và trên thị trường lúc nào cũng hút hàng, cho nên các bạn yên tâm về vấn đề đó. Và hôm nay nếu các bạn thấy thích cái video của Giải Trí Miền Tây thì hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ và ấn vào cái chuông. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Bye bye các bạn.